Ca sĩ Duy Mạnh có nhiều người nghiện cờ bạc nặng, bởi vậy họ nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp từ thiện để trả nợ. Duy Mạnh tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt phát ngôn gây sốc trong bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Ồn ào giữa ca sĩ Phi Nhung và Duy Mạnh những ngày qua nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nếu như Phi Nhung lên tiếng phủ nhận chuyện không xúi Duy Mạnh chửi một nữ đại gia, thì nam ca sĩ cũng có động thái phản bác khi cho biết bản thân không nói dối. Tuy nhiên, cuối cùng, Duy Mạnh đã quyết định kết thúc lùm xùm. Mới đây, nam ca sĩ gây chú ý khi viết trên trang cá nhân: "Tớ nói các chú nghe nè, tớ chỉ nói liên quan điểm đúng và sai, và càng không muốn kích bác đổ thêm dầu vào lửa cho hai bên đánh nhau. Vì vốn dĩ một số thành phần cộng đồng mạng, họ thích kích động để cho hai bên chửi nhau, để họ ngồi xem và cười khà khà. Chơi mạng xã hội là để tận hưởng niềm vui, có thể nghịch ngợm, nói bậy bạ một chút cũng được, nhưng không nên thủ án gây kích động. Cuộc sống không ai hoàn hảo, ai cũng có cái sai, bới móc nhau thêm rồi lại chửi nhau, cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân, thỏa mãn thì trong giây lát. Những người làm công việc nghệ thuật thực thụ, họ cũng rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Họ cũng chẳng cần tự vỗ ngực nhận mình là nghệ sĩ. Nếu khán giả cảm thấy họ làm tốt và có sự cống hiến cho xã hội, khán giả sẽ trân trọng họ và tự khán giả sẽ coi họ là nghệ sĩ. Còn những thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng, rồi tự nhận mình là nghệ sĩ cống hiến, rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình, hô hào quyên góp từ thiện rồi bỏ túi riêng, thì chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết. Giới nào cũng vậy, cũng đều có người tốt và xấu. Giới showbiz cũng vậy, các bạn thấy đẹp đẽ khi các bạn thấy trên màn hình, trên truyền hình thôi, chứ ngoài đời họ cũng rất là tầm thường, họ không quá lung linh và hoàn hảo như các bạn thấy trên hình ảnh đâu. Tôi nói thật luôn, trong giới nghệ sĩ có nhiều người nghiện cờ bạc nặng, thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp từ thiện để trả nợ, bởi vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ vì cờ bạc là dễ dàng nhất, mà hầu hết tiền quyên góp là từ thiện, là tiền của người nghèo. Vì người nghèo họ dễ tin yêu nghệ sĩ, nên mỗi người gửi 100.000, 200.000, 1 triệu, 2 triệu, họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện dùm. Họ cảm thấy hãnh diện và cảm thấy vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa dối. Chứ những doanh nghiệp giàu có, họ bỏ ra cả 100 tỷ, 1000 tỷ để làm từ thiện, họ cũng không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào, mà họ sẽ gửi đến những quỹ của tổ chức. Ví dụ như Quỹ Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt trận Tổ quốc, vì những quỹ đó được sự quản lý của nhà nước và chính phủ. Bất cứ người nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện đều bị xử lý trước pháp luật. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông tổ nghiệp nào mà cứu giúp. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ sân khấu quật mà còn bị cả ông tổ kiếp đỏ đen quật nữa cơ. Cán bộ Viện Kiểm sát Trương Quốc Anh, mục đích đằng sau việc Hoài Linh xây nhà thờ tổ 100 tỷ nhằm lôi kéo thao túng. Hoài Linh về Việt Nam khi không kiếm ăn được ở nước ngoài. Một con người như vậy chắc chắn không bỏ 100 tỷ ra xây một cái nhà to chỉ để cho hoành tráng được, hot TikToker cho biết. Thời gian qua, những lùm xùm xoay quanh chuyện nghệ sĩ Việt làm từ thiện đã thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Sự việc bắt đầu từ việc nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị khui chuyện ngâm số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng của người dân miền Trung. Chính vì thế, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên làn sóng đấu tranh mạnh mẽ, bàn tán xôn xao về việc nghệ sĩ làm từ thiện. Giữa lùm xùm, hot TikToker Trương Quốc Anh, người chuyên bóc trần cái xấu và đứng về lẽ phải cũng không thể làm ngơ. Trên trang cá nhân, Trương Quốc Anh đã viết một bài phân tích dài cả cây số, nêu lên quan điểm về việc nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xây nhà thờ 100 tỷ sau khi trở về Việt Nam. Giản dị hay dĩ vãng? Hoài Linh và nhà thờ tổ 100 tỷ. Hoài Linh liệu có luôn đơn giản mộc mạc như đa phần mọi người vẫn thấy? Hoài Linh là con của một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Hoài Linh được sang Mỹ dưới dạng theo con sĩ quan cũ theo Công giáo. Vâng, Hoài Linh là một người gốc Công giáo, Thiên Chúa, chứ không phải một người theo đạo Phật hay đạo mẫu. Trong thời gian sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở Mỹ, cụ thể là ở trung tâm Thúy Nga Paris by Night, Hoài Linh vẫn là một người theo đạo Công giáo và không có dấu hiệu cải đạo theo đạo thờ mẫu. Chỉ sau khi về Việt Nam thì Hoài Linh tự nhiên cải đạo, đổi sang thành thờ đạo mẫu. Có thể một số bạn nói rằng vì về Việt Nam nên Hoài Linh mới được tiếp cận với đạo mẫu hay đạo Phật nên Hoài Linh mới cải đạo. Nhưng thực chất, đạo thờ mẫu của Việt Nam đã có từ rất lâu đời, và kể cả khi miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù đạo Thiên Chúa là một trong những đạo chủ đạo cùng đạo Phật, nhưng đạo thờ mẫu trong miền Nam thời đó vẫn tồn tại. Vậy câu hỏi là tại sao Hoài Linh sau khi về Việt Nam lại xây một nhà thờ tổ 100 tỷ, một nhà thờ tổ thờ đạo mẫu, mà không phải là nhà thờ theo đúng gốc đạo của Hoài Linh? Xét lại lịch sử Việt Nam theo góc độ chính trị và tín ngưỡng, đạo Công giáo sau khi đất nước thoát ách nô lệ thực dân Pháp và giải phóng thống nhất đất nước là một tín ngưỡng mà nhiều người, nhất là nhà nước, khá đề phòng vì nhiều lý do lịch sử lẫn chính trị. Vì thực dân Pháp mà Mỹ đã lợi dụng đạo Công giáo để chia cắt đất nước và gây thù hằn dân tộc.
Vậy nên khi Hoài Linh về và vẫn giữ đạo Công giáo thì có thể Hoài Linh bị giám sát nhiều hơn bởi chính quyền. Vì vậy Hoài Linh quyết định cải đạo sang thờ mẫu, một hình thức tín ngưỡng tâm linh lâu đời của người dân Việt Nam. Theo tâm lý học, con người thường cởi mở và dễ dàng hơn với những thứ quen thuộc, nên khi Hoài Linh cải đạo sang thờ mẫu, Hoài Linh sẽ dễ dàng và ít bị giám sát, ít sự để ý hơn của nhà nước. Một nước đi khôn khéo nhằm dễ dàng hoạt động trong nước hơn. Cộng đồng mạng bất ngờ đặt nghi vấn là nhà thờ tổ của Hoài Linh có nhiều ẩn khúc phía sau. Thứ hai, tại sao Hoài Linh lại xây nhà thờ tổ 100 tỷ? Như mọi hoạt động tín ngưỡng thì phải luôn có một nơi để mọi người tụ tập thờ cúng, cầu nguyện như đền thờ. Cầu nguyện như đền chùa, nhà thờ. Nếu nhìn từ góc độ này thì việc xây nhà thờ tổ này hết sức bình thường. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ chính trị và an ninh thì nó lại hoàn toàn khác biệt. Bỏ qua mọi tin đồn Hoài Linh cùng các idol trẻ vui chơi thác loạn trong nhà thờ tổ đó, chỉ cần nhìn vào khía cạnh chính trị ta có thể thấy, đó là nơi Hoài Linh có thể lôi kéo mua chuộc, dụ dỗ những nhân vật có tiếng nói, ví dụ như truyền thông, báo chí, mục đích là có thể đánh bóng tên tuổi, tạo lòng tin lớn trong dân chúng và thực tế là vậy. Nhà thờ tổ là một nơi thực hiện những hoạt động tín ngưỡng giúp Hoài Linh kéo theo những tín đồ thờ đạo mẫu. Hoài Linh là một người nghệ sĩ nổi tiếng nên Hoài Linh sở hữu một lượng fan lớn. Sơ lược lại có thể thấy, Hoài Linh xây nhà thờ tổ mục đích tạo thêm sức mạnh trong xã hội, thao túng truyền thông, chính trị, vì Hoài Linh đã có một lượng lớn người ủng hộ. Và tưởng tượng khi Hoài Linh muốn bước lên vũ đài chính trị thì kết quả sẽ như thế nào? Mà thực tế Hoài Linh đã có những đàn em đang muốn chuyển từ con đường nghệ thuật sang con đường chính trị, và Hoài Linh không phải trực tiếp ra mặt mà chỉ đứng đằng sau giật dây. VHI, HV, TKC hay một số báo cũng là những con cờ của Hoài Linh trong cuộc chơi chính trị nghệ thuật và truyền thông này. Có thể nói Hoài Linh là một người mượn đạo tạo đời, mượn đạo thờ mẫu để lôi kéo người ủng hộ, tạo tiền đề, tiếng nói và sức ảnh hưởng trên đường chính trị sắp tới. Có thể các bạn vẫn nhớ, gần đây Hoài Linh có tham dự sự kiện hầu đồng và gần nhất là lễ thờ tổ của ngành phun xăm. Một nghệ sĩ lớn như Hoài Linh tại sao phải làm vậy? Đa phần người ta sẽ nghĩ là vì tiền. Nhưng tiền từ những lần thờ tổ đó chưa chắc đã bằng một show lớn của Hoài Linh trên sóng truyền hình. Nhưng cái mục đích lớn nhất của những lần hầu đồng đó dưới góc độ chính trị là để lôi kéo thêm người ủng hộ. Những nước đi này làm tôi nhớ lại đến một ông tổng thống của một quốc gia Nam Mỹ nào đó vào những năm 2000 đã mượn đạo tạo đời từ một người cha đạo đã lôi kéo mọi người để đưa ông ta lên làm tổng thống. Qua đây ta thấy diễn biến hòa bình, nếu không cảnh giác thì rất đáng sợ, mượn danh tự do tôn giáo để nhúng tay vào chính trị. Bạn có thể nghĩ tôi ngụy biện, tôi đặt điều cho Hoài Linh, nhưng hãy nghĩ xem, Hoài Linh là một con người với cái đầu tiên phong về Việt Nam khi không kiếm ăn được ở hải ngoại. Một cái đầu tư duy đi trước về Việt Nam trước khi những nghệ sĩ hải ngoại khác về để thống lĩnh thị trường trước những người khác. Một con người như vậy chắc chắn không bỏ 100 tỷ ra xây một cái nhà to chỉ để cho hoành tráng được. Hiện tại, những tranh cãi và nghi vấn xoay quanh việc nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xây nhà thờ tổ 100 tỷ sau khi trở về Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Duy Mạnh phải chăng đang ám chỉ Hoài Linh khi chia sẻ rằng nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì sẽ bị ông tổ sân khấu quật? Cách đây ít tiếng, ca sĩ Duy Mạnh đăng tải một trạng thái dài chia sẻ suy nghĩ sau thời gian đấu tố ồn ào trên mạng xã hội với một vài nhân vật từ nghệ sĩ đến doanh nhân. Bài viết với giọng điệu ôn hòa bất thường của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng, bởi thông thường Duy Mạnh sử dụng ngôn từ gay gắt, thậm chí tục tiểu. Nam ca sĩ cho biết, thời gian qua anh chỉ nêu lên quan điểm cá nhân của bản thân và hiện tại không muốn công kích bất kỳ ai. Bên cạnh đó, Duy Mạnh còn hé lộ góc khuất của showbiz mà khán giả ít biết. Còn những thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng, rồi tự nhận mình là nghệ sĩ cống hiến, rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình, hô hào quyên góp từ thiện rồi bỏ túi riêng, rồi chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết. Duy Mạnh tiếp tục nói về vấn đề cờ bạc trong showbiz. Tớ nói thật luôn, trong giới nghệ sĩ, có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng, thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy, họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Bởi vì chỉ có hô hào quyên góp tiền từ thiện là cách trả nợ cờ bạc dễ dàng nhất. Cuối cùng, Duy Mạnh chốt hạ khiến người đọc nghi ngờ rằng liệu nam ca sĩ có đang đá đểu nghệ sĩ Hoài Linh hay không. Anh viết, nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ sân khấu quật, mà còn bị cả ông tổ kiếp đỏ đen quật nữa cơ. Trước đó, sau khi công bố sao kê tiền từ thiện 15,2 tỷ, Hoài Linh khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa vì nghi ngờ đã để lộ bằng chứng chơi cá cược bài bạc. Cụ thể, trong tờ sao kê của Hoài Linh lộ một dòng chuyển khoản.
9.999.999 đồng đến một nội dung. Một cư dân mạng phân tích, mọi người để ý cái dòng hồng. Cái lì xì lộc phát 9 triệu 9 là game tài xỉu lộc phát đấy. Ông này nạp nhiều, thua nhiều. Cho nên hàng tuần những game kiểu vậy sẽ tặng lì xì kiểu tri ân khách chơi thua. Anh em nào chơi tài xỉu sẽ hiểu. Chưa hết, chính cố nghệ sĩ Chí Tài còn từng tiết lộ Hoài Linh rất mê đánh bài và nướng cả tỷ đồng vào casino. Nghệ sĩ Chí Tài đã từng chia sẻ: hồi xưa anh Linh thích casino, thích đánh bài lắm. Anh ấy thích giải trí, nhiều khi giải trí tới nỗi sáng vào giờ diễn anh ấy ngủ quên luôn. Nhưng lâu lâu thôi chứ không phải thường xuyên. Vào năm 2015, vợ nghệ sĩ Khánh Bình cũng từng tung một clip nói về thói quen cờ bạc của nghệ sĩ Hoài Linh. Khánh Bình đi hát chung với anh Linh bên Úc về. Khánh Bình nói là gặp ai fan hâm mộ lại nhà cũng nói xấu anh Linh hết. Nói anh Linh qua bển, hát tiền show không có bao nhiêu, nhưng anh Linh đánh bài thua, có lần mấy trăm ngàn, rồi về Việt Nam đánh số, ngày thua mấy trăm triệu, cả tỷ luôn.